Chào, gửi lên mình đây. Đã lâu lắm rồi nhỉ? Rồi, để hỏi số, ta hỏi số vừa thôi vừa được gì? Toàn món những ăn Hàn Quốc. Nice. Ăn đồ Hàn Quốc. Vậy là cuối cùng mình cũng đã được nhỉ? Sướng. Đây là ăn tổng kết xong sướng. Mọi người biết cái cảm giác mà nó thi xong hết, nó nghỉ á. Tổng kết xong kiểu lên nhận nhận cái bằng nhìn mặt đúng kiểu đẹp trai ngầu. Mình sang cái đồ gà. Hehehe. Ok, ăn thôi. Arigatou gozaimasu. Rồi, giao tiếp mọi người. Mình mới ăn mà. Hi, I'm here. Mình lại quay trở lại rồi các bạn ơi, vì mình biết sao không? Mình bị đau răng á, mình không quay được. Đéo tin. Mình quay trở lại để em sẽ ăn một miếng nha. Ủa, đau răng mà. Số kinh nào. Ra mình đi. Không. Không sao ăn. không? Ăn cái hay cái mặn. Tôi sẽ ăn thử một miếng nha. Ai cho ăn thử? Ăn thử review của trà cá kìa. Ăn thôi, ăn trà cá. Ủa, tưởng đau răng. Thế rồi. Cái gì? Ngon mọi người. Thật là magic. Ngon. Mình sẽ ăn bay màu ấy. Bye bye. Ăn gà sốt ngọt. Mè hay là sốt chua ngọt hay sốt KS hay GH gì đó. Nó hơi bị ngon mọi người. Ăn miếng ngọt ngọt thôi cho nó có mè. Mình ăn gà. Nó cứ ngọt ngọt kiểu vị sao ra. Ngọt ngọt, ngậy ngậy, béo béo. Nhưng mà kiểu ăn giống kẹo. Ngon. Ăn gà cũng kiểu. Một xe không cầm lên luôn, em Nó phải rẽ ra nóng, chi nó vậy? nóng, nó nóng. Em cầm dưới đây nào. Thế là mọi người nói là nóng Nóng à? Sợ nóng hả? Em biết cái mẹo mà nóng quá người ta cho anh ta cầm tay biết không? Tay giờ cho anh ta cái gì? Mà anh không hiểu sao người ra là cái mẹo mà nóng là bỏ anh ta là hết. Anh đã thử rồi nhưng mà nó vẫn nóng. Có lý. Chẳng hiểu sao đâu. Nhưng mà mọi người ăn gà kiểu mà ăn cái kiểu kỳ kỳ. Nhưng mà nó vẫn ngon. Bây giờ mình quyết định chuyển hướng sang ăn tô kỳ. Nó khôn quá. Thông minh thông minh. Ngon. Ừ, thấy cái gì không? Thấy, thấy nó chảy. Mọi người thấy cái gì không? Đây là tô kỳ sốt mè nè. Nên mình sẽ bỏ miệng mình ăn. Bỏ vào miệng. Hay ạ. Nó ngon hơn các mâm mẹ mọi người. Nhưng mà mẹ ăn nó đóng cứng ngắc cái cục đá. Không biết. Sao không? Đi mua ra lò. Ừ. Nó hơi bị nóng mềm lắm, nó hơi bị mềm lắm, nóng. Nó cho nó có phô mai chảy ra. có luôn hả Có. được ạ Có không ta? Mình có, cặp có em biết. rồi em không hỏi anh có không Em biết. bây giờ em ăn này anh ăn hết chỗ này Cái gì mắc cười vậy trời. Chơi vậy ai chơi, trời đất ơi. Hợp lý không? Thôi bây giờ mình sẽ ăn tiếp chả cá rồi mọi người. Anh để trắng không? Anh trắng hả? Ừ. Thôi xin lỗi, anh giờ không phải, anh không phải là trắng miệng. Ủa sao? Em trắng hồng. Ủa sao giờ này anh trắng lên vậy? Thôi, em đừng nói vậy. Ủa gì vậy? Anh trắng hẳn mà, theo Gớm thôi, nói chuyện ai tin trời. Ủa? Chẳng lẽ anh bôi cho trắng không? Bôi kem trắng không? Kem trộn không? Bởi kim cậu Bởi kim dọn không hiểu không Mọi người ơi, mọi người. Ai mua không? À. Chị nào mua thì vào, không mua thì vào. Ừ. Kem bao trắng Kem bao trắng luôn, mọi người ơi. Ủa em vừa ăn gà, em vừa ăn tô bốc kia à? Em thấy người ta ăn cả hai cùng lúc á. Ok, em thì ngon hay rồi. Ủa sao cái miếng gà gì nó dị dữ Hello, bây giờ mình sẽ ăn salad nha. Đầu tiên mình sẽ cắm vô. Cắm vào hả? Đúng Ủa sao không trộn hết lên? rồi. Không hiểu luôn á trời. Em tự làm, em tự không hiểu. Không hiểu luôn.
Anh thích ăn cái xà lách mà nó có cái ấy, không thích ăn kiểu cái loại sợ sớ này. À, loại mắc tiền hơn loại này đúng không? Không, cái loại mà bảo sao ta, em biết cái rau xà lách Biết không, biết. miếng là anh không thích kiểu cắt như này không ngon. Cái mày vừa ba bữa ăn với loại không? Gà. Cái chủ kia là ăn chủ khác rồi. Chết là cái gà chủ nào? Chủ kia là ăn chủ no, còn cái này ăn để cho nó không có bị Hay á, không hiểu. em giải thích nghe hợp lý á. Trời đất ơi, giờ mình sẽ ăn con gà nha mọi người. Em ăn như kiểu đóng đinh á. Đại cảm đi em. Ôi cười. Thôi mọi người nha. Thôi cạn đi em ơi. Mọi người chứ mình coi cái mạng á, có cái chị ít quýt bút kia á, cái chị có cái ăn một miếng ăn hết nguyên cái đùi gà. Không, trước mình thử mình bỏ cái đùi gà trong miệng mình không nhai nổi luôn. Biết không, biết cái chị bỏ cứ nguyên cái miếng trong miệng xong rồi nhai hết luôn. Còn mỗi cục xương á. Mà đây là miếng bé. Miếng của mắc nó á. Rồi vậy đỉnh luôn. Ủa, anh cũng làm được á. Dạ, Anh cái là miệng mấy cấm gà hết, em cấm cấm gà hết. Thấy không? Bây giờ anh bỏ ra một cái là xương nó bay ra luôn. Trời ơi mọi người, mình kể mọi người nghe thôi, mình không nên kể đâu, kể vậy mất hình tượng hết. Ê. Nghe ơi, mẹ mình đã cam kết không chửi mình rồi, mình sẽ kể hôm đi Ok. ăn hôm đi gã ngoại mình ăn 6 cái bánh kem. Má heo à. Này là heo mấy chị nè. lớp anh qua xin em ăn á, mọi người mình ăn 6 cái bánh kem tiramisu, một cái tiramisu, hai cái bánh Milo, một cái gì nữa, bánh một cái bánh lăng gì đó, không phải bánh lăng đâu, nó là bánh nhật á. Chẳng hiểu thế nào. Bông lan À thang đây nè. Cái miếng nguyện nó nói đấy thì gà nó có sốt nó ngọt ở ngoài mọi người đây này, nó có những cái sốt nó kiểu nó trộn vào á, mà nó mình thấy cái quán ở chỗ này là nó trộn, mà nó trộn đều ra hết chứ không phải gọi là trộn là có miếng có miếng không. Cái gì dưới vậy? Mình chết cái nước á, anh bị điên. Cái sốt đó. Em đi ra ngoài không? Ủa em đi đâu, đi chung xe với anh đúng không? Em hỏi thằng trên quá, anh thấy cái lớp nào mà ngồi tránh bài À, thảo nào anh thấy có đứa đứng dậy. không? Không, không phải em mà, em mới ngồi em nhìn rất trơn không. Nhưng mà tiếp tục nha, mình ăn ba hộp mì, hai hộp mì carbonara, một hộp mì mì tương đen. Ở trong đó nó có kẹo, thanh cua, Ok. nhìn là hiểu, thanh cua. Rồi bánh trân châu đen rồi cái gì tán lại em quên hết, xong rồi Hiểu vậy? mình cầm xong em ngồi ăn da da Mày heo đưa ăn. chiên Mày đưa ăn. 5, 6, 7 gì đó. Ờ, vậy cũng sao? Mà nó ngon lắm. Hai Anh nói thật, anh diễn mạnh kiểu anh đi ngồi hao vai đó, mọi người đi đi chơi hết anh trốn. Với hạ mấy mấy kia anh đi ra một biển nóng một tí, anh bảo là tí tí trốn trốn đi tí vào trong ngồi, anh vào ngồi nóng rồi anh nhìn ra ngắm biển, anh không chơi được gì hết tại vì anh người kinh khủng Minh khiếp. Châu nằm nằm trên ghế nằm Còn mình đứa ba 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 tụi anh bảo bây giờ đứa nào nằm mà sóng nó không vào chân đó, là thắng. Ba đứa nằm nhìn chim nhìn biển nó kiểu thế. hiểu rồi đó. Em biết gì không, tất cả các trò chơi trong team building anh không chơi trò nào Mình đi biển mình không bao giờ tắm biển. hết. Wow. Từ lúc mình lớn mình không bao giờ tắm biển luôn, mọi người biết sao không? Tại vì mình rất là sợ, rất là sợ mấy con dưới biển. Trước mình bơi nó có cái câu đụng vô chân một phát mà nó thiệt, mình sợ nên mình chạy mất dép luôn á. Đúng không? Từ đó chứ mình không Em đi. mới kể không? Này, năm ngoái năm trước nữa anh bị con sướng cuốn ngay tay ấy, em về vậy, anh tụt ra một cái là cái dính 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 của nó là dính lên tay anh luôn á, cái nhớt của con sứa Mà anh có về vãi rát cực. Đúng rồi, anh tưởng cái gì ngứa ngứa anh bỏ xuống đây anh ấy nó nó thấm vãi. Thế là mọi người sẽ ăn một lần hết cục gà. Thử 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 ăn gì với đồ luôn nè. Nói ăn ăn mang gì ăn ăn thử ăn thử ăn thử giờ anh em cho ăn ăn hết cái à, nhanh cục hơn đúng gà không? xương. Không, còn ăn còn xương thôi, ông cho ai nhanh hơn. Ok, không được bỏ ra nha, bỏ ra là thua. Vô, một 1, hai 2, 3. ba Ngon của Phương hả? Một cục phương
Hai cục xưa. Trời. Vậy ai à, như hai cái tâm à. Từ đó đến giờ anh chưa bao giờ thấy ai đâu nha. Ủa em nẹp kiểu gì vậy? Anh nhớ bữa em nẹp kiểu ấy là sao đi coi cái thanh. Thì nẹp kiểu nẹp chứ nẹp kiểu vậy chợ niên gấu. Bao giờ sao? Mấy năm. Mấy năm. Bây giờ hình như mình thấy anh Kim có một niềm đam mê gà. Mỗi lần ăn gà là anh này phải ăn. Để cho nguyên cái đống này chắc ăn á, ăn ngồi tí nữa ngồi ăn hết luôn mọi người. Tất nhiên rồi. Mà ăn lâu rồi chứ không có ăn nhanh. Anh hợp lý. Ngon cực, kiểu anh thích ăn gà này hơn. Kiểu như gà basic. Gà này mà nó có khuyến mãi là khi biết của mọi người. Chứ ăn khuyến mãi mình hỏi ăn gà nào, cái khi anh Kim kể chỗ đó có thứ mấy giảm giá kiểu là ăn bên. Không lừa anh là mình đúng biết rồi, dừng ăn gà. Có cả pizza nữa, pizza anh biết ngày nào khuyến mãi 1/1 luôn. Đỉnh vậy nhưng mà mình 50-50 đó. Em thích ăn pizza không? Hả, thích ăn pizza phô mai hả? Nghĩa là cái pizza phô mai người ta bỏ mật ong người ta ăn. Anh không biết, anh chỉ ăn. Nhưng mà cái đó nó ngon nhưng mà nó hơi béo. Nó có pizza xanh nữa, hơi hôi nhưng mà cũng ngon. Ủa? Em hay ăn pizza không? Ăn mỗi cái đó thôi, ăn mỗi loại đó thôi hả? Cười luôn. Em không biết ăn. Rồi em ăn mấy cái pizza hương vị của mấy đứa con nít đó chứ em không ăn mấy cái hương vị cứ như là nó mix vô được nha. Ơ phải ăn mì Ý à. Mì á. Ừ. Anh thích ăn mì, anh thích ăn pizza hơn. Mì ngon. Mì có như gạo mì ấy à. Mì xúc kem. Xúc kem, ừ. Ngọt. Yeah. Không, nhưng tùy nha, nó mà làm theo cái kiểu Pháp, kiểu Ý gì á. Nó béo, mà nó không có hương vị mọi người, mình ăn carbonara mọi người. Mình nó béo nó bỏ trứng, nó bỏ phô mai rồi mình ăn rồi mình sẽ thấy nó béo. Nó bỏ whipping cream rồi mình không thấy được cái mùi vị gì. What? Nó béo thì quán gì lạ hả? Hả? Quán gì á? Làm có một à, bình này là ăn mì sốt kem chứ anh ra ăn carbonara anh mới biết thể loại nào là béo, nó còn bỏ trứng nữa. Ở đâu? Không biết em ăn nhiều tiểu lắm hay anh ăn thử bên trong phô bì nó cũng có cái đó đó. Phô bì là gì? Ngon. Biết ngon mà anh không giờ ăn hả? Mình phải tôn trọng người lớn đấy là gì? Tôn trọng người lớn cái đáng yêu. Tôn trọng người lớn đấy là kính đáo đắt thọ. Mọi người ơi, giờ đây mọi người không thấy ăn quay mọi người có buồn không? Lúc không, đây đang trả lời dùng. Không. Mọi người thấy có buồn không? Nếu như mà mọi người thấy buồn thì mọi người nhớ qua kênh của mình để xem mình ăn nha. Được, nếu mọi người buồn hãy coi lại những tập cũ nha. Hợp lý. Xem mình kênh mình đó, thử có xem mình kênh là ăn Kim. Ok. Chéo mọi người, nãy giờ có cái đùi nãy giờ anh Kim ăn 3-4 miếng, mình ăn mỗi đùi ăn hoài từ sáng. Ủa, ăn 3 miếng rồi mà. Miếng đầu tiên. Cái gì? Đầu tiên. Đầu tiên. Ừ. Đây miếng đầu tiên. Tại vì em ăn lấy được không em? Như sao? Anh ăn 3 miếng rồi. Ừ. Để mình ăn mới có một miếng à. Cho nên mình quyết định sẽ không ăn nữa. Mình sẽ đi ăn tô bất kỳ tí. Arigato gozaimasu. Giờ đã coi. Bây giờ mình sẽ ăn cái này nha mọi người. Có ai ăn không ạ? Ai ăn không? Chị Linh ăn không? Chị Linh ăn không? Ai cho mà? Thấy cái này ngon hơn mình xèo mọi người. Mọi người thấy là cái gì không? À, chả cá đó. Cứ ăn vần mà ăn cả đống luôn. Gì giống nhà vệ sinh không? Trong những loại món ăn mình thấy ăn nhất là món gà. Và như món Tây. Như món Tây ví dụ như bò. Đúng rồi, hết đến nỗi có ly của Jollibee này. Ủa? Jollibee tặng hả? Anh hiểu nó được tặng cho mọi người. Mọi người thấy kiểu mỗi lần quay clip là anh có cái này là anh không hiểu. Người ta bảo là cái ly điện thoại mà anh chả hiểu ly điện thoại là cái gì. Tuy nhiên anh coi lại kiểu tập nào cũng có cái này không? Jollibee. Mọi người biết là mình ăn hồi đấy mình ăn Jollibee, mình ăn gà nhiều quá cái nó tặng đúng không mọi người? Không hiểu. Đúng là khách hàng thân thiện của những quán gà.
Nhưng con gái phải cảm ơn anh, tại vì anh ăn rất là nhiều, vì anh đã đóng góp rất là nhiều, hiểu không? Tại mắt nhỏ. Mắt tao không em không? Không. Ừ, biết vậy là tốt. Mà được cái đẹp anh em. Cái gì vậy? Nói lại nữa coi, ở xin lỗi nha. Ủa, muốn gao hay muốn thấp không? Em nói lại nha, anh mắc cười quá, anh bóp mắc cười nha. Ủa gì, anh khóe đi. Áo chị hơi mắc cười á. Mà em nhỏ là anh không? Xanh body xem mừng em. Quên kỳ. Mày em nhỏ quá không? Ừ, cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Sao răng anh khẩn rồi? Ủa? Em anh... có răng khẩn luôn cũng á. Em có răng khẩn mà không có răng khẩn luôn. Không, tại vì em xui em. Anh là gọi là đẹp trai là mình có. Dân xem anh mới có. Ủa xem đẹp rồi em. Răng đẹp quá hả? Ủa sao giờ răng anh quá nó xinh kẻ luôn rồi vậy? Đâu? Cái răng cửa của anh. Cửa sao? Anh cửa nó làm cái dưới luôn rồi. Chúc mừng anh nữa, răng anh nó sắp không đều nữa rồi. Ừ. Thì ra em sắp đi liền. Đúng mọi người, sắp tới là tất cả mọi người đều sẽ biết cảm giác đi niềng răng của mình. Cứ rằng mọi người thấy mình ăn rất ngon mà. Ủa? Anh Huy đi nhổ răng mà anh thấy có 2 ngày hết. Em mà khóc là khóc xuống nhìn ghê mà. Anh nhìn tưởng má ám ảnh luôn, ngủ mà đêm mơ ói nước chảy ra ngoài miệng luôn. Anh lo gì kì. Anh thấy anh Huy ngủ đúng ngon luôn. Em là như kiểu lần đầu tiên từng trải á. À, anh tưởng tượng là em ngủ là miệng không ngậm lại được, máu cứ tuôn ra. Xong rồi ăn cháo 24/24, không được ăn gì hết. Mình kể mọi người nghe. Ngày đầu tiên, Dali ngày đầu tiên nhổ răng của mình. Từng nhổ răng khô phải không? Anh Huy là nhổ trong hàm, mình nhổ tuốt cái cơ ra. Cái cơ ra răng cửa. Mình biết sao mình nhổ răng vậy, xong mình khóc. Anh Huy cô bác sĩ, mình nói là cô ơi, cô không ăn được rồi cô ơi. Giờ làm sao bây giờ, cô không chịu nổi nữa. Xong rồi em ngồi em khóc. Bài. Cái mẹ em thấy tội sợ quá, cái mẹ em phải dẫn em đi uống nước. Mấy cô kêu là mình kỹ ăn, nên ăn nhiều kem với lại ăn cái gì lạnh lạnh đó mọi người. Cái xong rồi mình ăn kem để mình đi uống nước, nhưng mà mình vẫn không ăn được mọi người. Mấy người đó mình khóc hô. Ủa? Mà anh thấy anh Huy ngủ đúng ngon đó em. Bây giờ mình không có ăn thịt nữa. Anh Huy nhổ 4 cái đó nữa em. Ừ, mà nghe nó nảy chưa ra đúng không? Ừ, nảy không ra. Mình phải nảy ra mình mới biết cái cảm giác. Anh hiểu cảm giác là cái hàm răng quá, nó bị trống một cái răng hàm luôn. Rất đỉnh cực luôn á. Anh có răng khôn không ta? Có, buổi ngày em. Ừ được á, mới đi nhổ em sẽ cười vô mặt anh. Anh sẽ không đau đâu em. Không, nó chứ bước qua tí để đau chết khóc luôn. Hôm đó anh khi mình đi qua, anh khi Vũ đi nhổ răng về, xong rồi mình sẽ mở tiệc liên hoan luôn. Yeah, em sẽ mua gà vậy mà. Mua gà nha. Yeah. Ủa thì anh ăn nha bên nhà bên này, không ăn nha bên này. Em thích anh ngày đầu tiên, mới vừa đầu tiên mà anh ăn được luôn á. Lúc đó mình mua gà về mình quay. Yeah. Ồ, em mua khoai tây nghiền cho anh ăn nhanh rồi đó. Khoai tây nghiền để anh ăn gà nha. Nó kia ngắn hết luôn. Gì kia ngắn hết? Nó ăn cháo. Hả? Ăn cháo thôi. Ủa giờ hồi trước mình cũng ăn cháo nhưng mà mình không ăn. Em thấy anh lấy băng tính anh quăng hết để cục trường để anh dính hết mà. Ăn không? Anh được không? Ủa? Phí quá à. Em hỏi anh ăn. Cho anh Huy ăn. Để lại cho anh Huy ăn. Ăn đi. Để lại bảo là em chỉ đụng miếng mấy miếng thôi. Em cái này là em chỉ xé ra em ăn thôi. Anh ăn rồi. Ủa em phí khốn hả? Anh ăn. Vẫn. Right. Em muốn nghe tin vui hay tin buồn? Không nghe vậy hả? Nghe. Ôi vô gì quá, rất nghe. Trả lời lẹ. Tin vui, tin buồn. Em biết là vụ tin vui, tin buồn chứ không TikTok. Ai ngơi đừng có khóc nha. TikTok của anh được bao nhiêu á. Em nói thì em chẳng muốn nghe tin của anh nữa. Anh im lặng. Im lặng là bạn. Muốn anh tin vui thì buồn không? Em vui không? Em vui nha. Vui là kênh của mình đã được 30.000 sub. Do có mặt em đó.
Ủa, tự nhiên mang xấu xí ủa người gì lạ trời ơi, người gì lạ mọi người, mốt mọi người thấy không có bảo ai là biết là do anh Kim đuổi mình rồi nha mọi người. Anh ghép mặt cô rồi. Ừ, sao anh mày gửi em qua em bán anh trả 500.000. gấp mặt mời quay mới trả tiền gấp mặt chứ trời. Ủa gì kỳ vậy, nghe tin buồn không? Nếu mà tính từ 10 tháng trước hôm nay anh được 180.000 phải không? Đúng rồi, bạn bỏ sao em? Tính là tức á, anh nè, anh có thấy rồi em? Sống rồi, không thấy bỏ em. Thôi, không đẹp, có gì hết. Dẹp. Clip sau mình tiếp tục quay, clip sau mình ngủ, nghỉ, mệt. Hello, mình trang cái này nha. Em thích ăn gì? em thích ăn tôm hùm Alaska. À, để là sao anh ném mấy món đấy. Em thích ăn gì là anh ném mấy món đi. Em thích ăn bò Kobe. Em ăn đập là ngon nhất. Sao? Em thích ăn bò Kobe. Em muốn ăn đồ ăn thượng hạng không? Em muốn ăn gà, em muốn ăn gà. Ok. Em ăn bò gì đi. Mày mới ngon á, anh đừng có ổn thôi, mình tở thôi. Mày không có ổn với kể em xong phim cái đồ ăn ra, anh vẫn cứ như vậy chứ. Chưa nói chuyện. Giờ em cạo lớp ngoài. Không, mình kêu quá mọi người, mình nghĩ mình phải ngồi mình. Nhà mọi người sẽ thấy anh khi bắt đầu ngồi nhơ nhai từng miếng nha, từng miếng thì cuối cùng sẽ nhai hết. Mọi người biết gì không? Sẵn sàng không? Cho chuột ăn ấy, để cho anh ăn. Gì cười quá à. Thôi. Ủa? Ủa em bắt anh ăn? Giờ em có thể để dành. Chánh khi nào anh thèm gà, tí em buộc nơ anh kêu em nha. Khi nào anh thèm gà, anh kêu em nha. Thèm gà, anh sẽ kêu em đâu. Anh cười xuống mấy hồ. Anh thèm khác, anh sẽ kêu em. Thèm như là gà bò cô bê là không, không gà nhỉ. Ủa vậy kệ, vậy sao nói chuyện mắc cười vậy. Hả? Gặp giá, nên chị làm miệng. Anh nghe bài của sếp chưa? Thôi nghe rồi. Nghe rồi. Nghe nhiều lần? Nghe nhiều lần. Được. Dạo này lớp anh bận nhiều đến nỗi mà. Em biết rồi, em đi trên xe mà em cứ hỏi. Ủa Phan Sơn Tùng sao mới mở hoài vậy trời. Anh không mở nhưng mà kiểu anh bật cái bài trên điện thoại á. Không, tự nhiên mày anh bật không. Ờ rồi, cứ mở đi mở lại thiệt luôn á. Kiểu như là nghe là biết. Ấy ấy là mở nhiều á, mở nhiều là nghe là bài biết của Phan Sơn Tùng. Nghe nhiều cực. Ừ. Chưa, biết sao, anh cũng biết nghe. Sao không? Tại vì em thích cái áo á. Mọi người thấy cái áo gì? Ghê à. Mọi người biết sao không? Cái áo Louis Vuitton, Chris Wu cũng mặc, Dylan cũng mặc. Beckham của mặt. Chờ mọi người biết sao không? Toàn là người thích mà toàn người mà thích mặc cái áo đó không, và cho nên mình cũng thấy hạnh phúc khủng khiếp luôn á. Anh thấy cái list đồ của áo quần áo của Sơn Tùng á, nghe không? Đẹp thiệt á, mấy bộ đó đúng đẹp luôn á. Có cái áo kia 74 triệu. Biết rồi. Mấy bộ đó tầm hai trăm mấy 100 một bộ không à? Ừ, yeah. Mình thích. MV hết là nửa tỷ rồi. Ừ. Quần áo hết nửa tỷ rồi. Ừ. Yeah. Vuitton. Nó anh ganh lau miệng để miệng anh nó bóng bóng như sơn sơn dưỡng vậy. Thôi lau miệng. Anh lau miệng hộ em. Lấy dục á. Nè. Ủa em này. Ủa cho anh mắc cửa quá. Anh lấy khăn giá lau miệng anh đi. Cái miệng cái nó kỳ lắm luôn á. Lấy lên là anh gọi sao ta. Khi anh qua nước ngoài anh mua đồ anh gọi bỏ anh thì anh nó mua đồ. Ồ đúng rồi, chứ anh hứa tặng em cái hấp lạc cái Rolex. Ủa tắm nào bữa nào. Ủa anh cười quá à. Ủa em nghĩ tiền đâu ra, anh bán thân. Ủa? Anh mua cho em à. Anh giàu anh mua tặng
em một anh cái cho anh thôi. Xin chơi với em tại vì em xin trò nhiều vậy. Em chưa xin gì qua luôn. Anh chưa giờ mà em cũng xin. Mình xin trước, mình đặt chỗ trước, mọi người hiểu không? Không, tôi né luôn, né luôn. Mình gặp ai ngoài đường né luôn, chạy. Chạy trên là Winnie, chạy bùm một cái gì luôn. Giờ nó chưa xe đâu đi. Cái hôm đó em mua cho em cốc trà sữa. Hôm đó anh chạy là Winnie, em chạy Billy. Em chạy Dream. Em chạy quay. Anh cậy quá. Chạy quay. Chạy quay. Là vừa rồi đi Grab đúng không? Không. Đi Grab. Ủa Grab đâu xa? Anh chạy lái rồi Grab gì? Grab đúng không? Trời ơi. Vậy là em biết đi Grab và em có Dream thì còn đỡ đi Grab. Dream. Tự nhiên khi nãy mua bỏ anh cứ đợi. Xàm quá, đi Grab nó đại nha. Trời ơi, Grab chạy Lambo anh đi hàng ngày. Đi hàng ngày hả? À? Thiệt hả? À? Đi hàng ngày hả? À? Mốt mà em thấy anh chạy Lambo là em đi dở cái bánh đến bán kiếm tiền. Bẻ gương. Để cặp gương với dở cái bánh xe là được rồi. Tháo cái huy hiệu á, tháo cái huy hiệu. Logo. Tháo cái logo. Tự nhiên ra ngoài thấy mất cặp kính xe là biết bỏ ăn lấy. Thấy gạch ở dưới bánh xe là hiểu rồi, mất cái bốn bánh rồi. Bể cửa kính không rồi lấy miếng kính đi bạn. Rồi em nói đã, một là em lấy bốn cái bánh xe của anh, hai là anh tặng em cái Rolex anh chọn đi, giờ cái đường nào thì anh cũng lỗ thôi chứ là anh tặng em cái liêm sỉ đó. Anh thấy em rất liêm sỉ đấy thôi kìa. Thôi chị không đi. Ok xong chưa à, nói đi anh lời mà không nói. Vậy là video của mình đến đây là tới đây video cũng đã kết thúc rồi, mọi người hãy nhớ like share cho mình nha. Tới đây thì là video cũng đã kết thúc rồi mọi người hãy nhớ like share ra cho mình nha. Là mình nữa không mọi người hãy cho mình đi, hãy cho mình đi gì bảo an ăn gì? Anh gà. Phải ra khiêm anh. Ăn gì? Gà. Ủa, tưởng ra khiêm ăn khác chứ. Anh thì cái đằng sau. Anh cái đập. Từ. Mọi người nhớ subscribe cho mình nha. Bye bye.